Vâng, xin chào mừng quý vị đến với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Và rất nhiều quý vị có chia sẻ với chúng tôi rằng chị đã đi rất nhiều nơi và cũng đã gặp rất nhiều những cái hàng tranh. Nhưng mà thực tế thì chị cũng không biết được là những cái hàng tranh đấy người ta sản xuất như thế nào. Và dẫn đến những cái chất lượng cộng với lại là giá thành nó chênh nhau rất là nhiều. Và đó là những cái băn khoăn mà tôi đã nhận được từ khách hàng rất là nhiều. Vậy thì ngày hôm nay là tôi sẽ làm một cái clip để nói về cái tính chất của từng loại tranh cũng như là trên thị trường Việt Nam hiện nay có bao nhiêu loại tranh gỗ và cái ưu nhược điểm của từng loại nó như thế nào. Thế thì ngày hôm nay là tôi sẽ trả lời câu hỏi đó cho quý vị đúng không ạ? Và trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các cái loại tranh gỗ khác nhau. Đầu tiên đó là cái loại tranh là CNC như quý vị đang nhìn thấy trên hình. Thế thì tranh máy CNC được hiểu đó là được làm từ cái dòng máy CNC nói chung. Và cái máy CNC chính là cái từ CNC là từ viết tắt của cái từ computer numerical và control, cái là máy móc điều khiển tự động ở trên máy tính. Đây đây chính là cái kết cấu của cái máy CNC. Chắc là quý vị cũng đã biết rồi về cái loại máy này rồi đúng không ạ? Nó có các cái trục máy và có các cái mũi máy như này. Nó di chuyển theo các cái đường mà lập trình ở trên máy, người ta gọi là đường X, Y, Z, đi lên, đi xuống, đi chéo, đi ngang. Và cái máy CNC này khi mà người ta muốn làm thì người ta cũng sẽ phải vẽ ra những cái bản vẽ giấy, bản chi tiết như này. Rồi sau đó là người ta sẽ phải đặt lên trên máy để người ta scan các cái đường nét. Đó, và khi người ta đặt lên trên máy, người ta scan các đường nét này thì người ta sẽ xác định được đâu là cái điểm cao và đâu là điểm thấp. Và sau khi xác định điểm cao, điểm thấp xong thì người ta sẽ đặt lên trên máy để bắt đầu là người ta sẽ chạy ra hình. Thì ví dụ như cái hình hoa văn này thì bắt đầu là người ta chạy ra hình là như này. Và khi chạy ra hình thì quý vị nhìn thấy đó là thứ nhất là cái chiều cao của cái mũi này nó không quá dài, nó dẫn đến cái việc đó là các cái đường nét này nó làm chỉ nông thôi, chỉ đơn giản đó. Và cái thứ hai nữa là đấy là trên các cái chi tiết hoa văn hoặc là những cái bức tranh ấy thì do là cái trục của cái máy CNC này là trục đứng, cái mũi này nó đứng à, chính vì như vậy cho nên nó chỉ có một cái trục là đi xuống và hoặc là đi ngang, và những cái chân tranh như này thì nó không được sâu và nó thường là đứng hoặc là chõe. Điều đó dẫn đến cái việc đấy là tranh CNC thì là thường là cái mặt nó hơi phẳng. Thì đấy là một cái sự rất là khách quan. Thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhìn một vài những cái bức tranh CNC trên thị trường. Đây là một cái bức tranh chạy bằng máy CNC trên thị trường này. Nó đường nét thì nó sẽ nông, nó không có sự hoắm chân, và nó cũng sẽ được lập trình sẵn và nó có thể chạy liền một lúc ra được nhiều các cái bản khác nhau. Đây cũng là một bức tranh CNC này. Thế thì ưu điểm của cái tranh CNC là chỉ cần lập trình một lần mà chạy mãi mãi. Và thứ hai là vì lập trình một lần và chạy được ra nhiều cái sản lượng cho nên là cái giá thành nó rất là rẻ. Nó rẻ hơn rất nhiều so với lại là làm bằng tay hoặc là làm bằng các cái phương pháp khác liên quan đến cái kỹ thuật thủ công. Và chính vì là chạy liền một lúc như vậy cho nên là cái giá thành ra nó sẽ rất là rẻ và cạnh tranh rất là tốt. Và cái này thì nó sẽ thực sự phù hợp với những điều kiện của gia đình gọi là chơi ở mức độ thông thường. Ví dụ như là chúng ta muốn treo một bức tranh mà cỡ khoảng 10-15 triệu thì thực sự là hàng CNC sẽ là một cái phân khúc mà nó sẽ phù hợp nhất với túi tiền của chúng ta. Thế thì đặc tính của CNC là nó sẽ được chạy bằng máy thì mình không thể nào mà yêu cầu nó quá nhiều so với lại các cái kỹ thuật bằng tay, nhưng ngược trở lại là cái giá thành của nó sẽ rất rẻ đúng không ạ? 10-15 triệu là chúng ta đã có một bức tranh rồi. Ví dụ như đây là cái chủ đề tranh mã đáo thành công đây. Nó thông thường những cái phôi gỗ để người ta làm máy CNC thì nó chỉ cần 5 cm đổ lại, 5 đến 6 cm đổ lại là đã là ok rồi. Và sau khi mà làm như thế xong thì người ta sẽ vệ sinh sạch sẽ lại là ok. Đây là những cái loại mũi mà nó dài hơn một chút. Cái loại mũi dài hơn một chút thì mình có thể làm cái phôi gỗ nó dày 5-6 cm. Và những cái loại phôi mũi dài như này ấy, thì sau khi làm xong người ta có thể là khoét lại bằng tay. Thì cái này là lát nữa tôi sẽ chia sẻ thêm một cái phân khúc đó là làm máy CNC và sửa lại bằng tay. Tuy nhiên thì bây giờ là chúng ta đang ở cái phân khúc đó là hoàn toàn bằng máy CNC. Đây là bức tranh hoàn toàn bằng máy CNC. Cái đường nét như này là quý vị nhìn thấy đó, nó cũng khá là sạch, nó cũng khá là đẹp nếu như những cái mũi cứng và khỏe.
và làm người ta lập trình được tốt, cái nền này tốt này thì nó sẽ khá là phẳng và khá là sạch. Vậy nên là cái phân khúc CNC thì nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng là giá rất là mềm. Thì cái này là cái mà quý vị biết để mình có được một cái sự lựa chọn nó phù hợp với túi tiền của mình. Nó không có gì là đúng sai cả, bởi vì CNC thì nó sẽ đi theo cái xu thế phát triển chung, bởi vì là máy móc nó sẽ thay thế được cái sức lao động của con người. Đây liền một lúc người ta có thể làm được rất nhiều các cái phần tranh, cũng như là một cái dàn máy như này có thể ra được nhiều bức tranh liền một lúc. Quý vị nhìn thấy có thể là liền một lúc đây người ta sản xuất được hai ba bức tranh khác nhau, nhưng nếu như mà để làm tay thì liền một lúc hai ba bức tranh này thì phải cần đến 7-8 thợ, chưa kể những cái khâu nguội về sau. Đây là cái bức tranh phu thê viên mãn người ta làm cũng khá là đẹp này quý vị này. Những bức tranh như này thì có lẽ là chỉ khoảng dăm 3 triệu cho đến chục triệu đổ lại đã là thoải mái lắm rồi. Vậy nên là tranh CNC sẽ đáp ứng được cái phân khúc mà chúng ta muốn nhanh và giá hợp lý. Nó không có gì là sai cả, bởi vì nó rất là phù hợp với túi tiền của mình, đúng không? Và cái đặc điểm thêm một chút của cái CNC này thì là cái thời gian nó làm cũng khá là nhanh. Sau khi thiết kế xong cái bản vẽ giấy ở trên và vừa nãy tôi nói với quý vị ấy, thì trung bình nó chỉ mất khoảng độ tầm 1 tuần đến 10 ngày. Nếu cái mẫu nào mà nhiều hơn thì 15 20 ngày là đã có thể ra được một cái bức tranh to. Chính vì vậy cho nên là cái thời gian làm thì nó sẽ không bị lâu, không bị mất nhiều thời gian giống như là làm thủ công. Những cái tranh dòng tranh CNC như này thì đang được bán rất là rẻ và rất là nhiều trên thị trường. Và nếu như quý vị muốn mua cái dòng tranh CNC này thì theo như tôi được biết thì quý vị nên xuống cái khu vực Phú Xuyên của Hà Tây cũ ấy, Tân Dân Phú Xuyên rồi đấy, quý vị search ở trên Google ấy, ra cái khu vực gọi là Tân Dân đấy, ở dưới huyện Phú Xuyên của tỉnh Hà Tây cũ, đi theo cái đường bến xe nước ngầm rồi cứ đi thẳng xuống khoảng độ tầm 30 cây thì nó ở bên tay phải. Thì quý vị xuống dưới đây là sẽ được gặp rất nhiều các cái dòng tranh CNC này, giá vô cùng rẻ, kể cả dát vàng rồi kể cả làm màu sắc phun màu vân nước các thứ người ta cũng sẽ làm được cho quý vị, và người ta sẽ đáp ứng được cái phân khúc cực kỳ rẻ. Quý vị cứ hoàn toàn yên tâm là xuống đấy là làng nghề, người ta sẽ cung cấp cho mình được rất nhiều lựa chọn. Là một cái phân khúc mà tranh gỗ CNC ở trên thị trường. Thế ngoài ra thì có thêm một cái phân khúc nữa, đó là sau khi chạy máy CNC xong thì người ta sẽ sửa lại bằng tay. Thế thì cái khâu mà tranh CNC mà sửa lại bằng tay thì ví dụ như là những cái bức tranh này này quý vị này, là thông thường là người ta sẽ chạy CNC xong và người ta sẽ móc lại thêm bằng tay ở những cái điểm mà nó kênh như này. Thì quý vị sẽ nhìn thấy đó là trên bức tranh này nó có một vài các cái chi tiết chồng đè lên nhau này, và nó có móc được cái chân này, thì người ta sẽ sửa lại bằng tay một chút. Thì cái này thì giá nó sẽ cao hơn cái CNC thuần túy, tuy nhiên thì nó lại đáp ứng được cái nhu cầu đó là kênh bong của khách hàng. Vậy cho nên là nếu như quý vị muốn giá vẫn rẻ đúng không mà nhanh thì vẫn nên lựa chọn cái dòng tranh là CNC và được móc lại bằng tay như này, giá rất ok nhá, và thời gian lại tương đối là nhanh đấy. Ví dụ như những cái tranh đồng quê như này trên thị trường bây giờ bán khá là nhiều này, quý vị có thể phân biệt được là các cái đường thẳng của các cái chi tiết đây, ví dụ như là cái người mà đang kéo chủm này thì cái cần chủm đây là nó phẳng và nó dẹt. Đấy, thế thì sửa lại bằng tay cái là cái chỗ này người ta sẽ vê cho nó tròn và người ta sẽ móc cái này đây, thì nó sẽ tạo ra cái độ kênh bong ở trên cái sản phẩm. Đó. Thì đấy là dòng tranh móc lại bằng bằng tay nhá. Đây ví dụ như cái tranh này cũng thế, bằng CNC là nó sẽ ăn thẳng xuống nhưng mà sau đó là người ta sẽ lấy đục người ta khoét ở đây. Đó, nó tạo ra một cái độ 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 hoắm chân. Đó, trong chuyên ngành mà chúng tôi gọi thì gọi là độ hoắm chân. Đấy, thì cái độ hoắm chân này nhìn nó sẽ rất là tươi và nhìn nó sẽ rất là sinh động cái tranh này. Đó, nên là nếu như quý vị mà không muốn chơi máy CNC thuần túy thì có thể là sửa lại bằng tay. Đấy, sửa lại bằng tay như này cũng khá là ok. Cá nhân tôi nhìn thì cũng cảm nhận là thấy nó được phù hợp với phân khúc bình dân, cỡ 15 20 triệu hoặc là nhiều lắm là đến 25 triệu đã có một bộ tranh tứ quý như này treo ở nhà, thì tôi thấy là giá cực kỳ vừa phải đó. Trong cái thời buổi mà dịch bệnh như này thì cũng khá là ok. Sang đến một cái phân khúc thứ hai, đó là phân khúc mà tranh đục tay hoàn toàn. Thì trong cái phân khúc tranh đục tay hoàn toàn như này thì cũng giống như các cái phần mà chúng tôi cũng thường làm, đó là tranh được đục bằng tay.
Đây là những cái bức tranh được đục bằng tay này quý vị này. Đó. Đây tranh được đục bằng tay đây. Đây là một vài cái chi tiết nó bị gãy của họ. Thế thì các cái chi tiết mà tranh được đục bằng tay này thì nó chỉ khác nhau ở một chỗ thôi. Đó là hoa tay của ai tốt hơn và cái trình độ thẩm mỹ của ai tốt hơn thì nó sẽ tạo ra được một cái bức tranh nó đẹp hơn. Bởi vì là tranh mà đã đục bằng tay ấy, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái tay nghề, hoàn toàn phụ thuộc vào cảm nhận và hoàn toàn phụ thuộc vào kiến thức của người thợ. Ví dụ như đây là một cái bức tranh mà Tùng Hạc Diên Niên của một cái người thợ mà tôi lấy ngẫu nhiên ở trên thị trường, không tiện nêu tên. Thế thì cái bức tranh này của họ đục cũng rất là kênh bong. Đây quý vị nhìn thấy họ để cả ngón tay vào. Họ làm khá là ok, khá là kênh bong. Tuy nhiên thì để đánh giá một cách nó rất là khách quan thì đó là các cái con hạc người ta làm nó chưa tới, các cái đường nét hoa người ta làm nó chưa được mềm. Nhưng phải khẳng định là người ta làm như này thì sẽ nhanh và giá thành người ta sẽ rất là rẻ. Ví dụ như là đây, cái cây tùng người ta làm cũng khá là chuẩn về cái dáng, nhưng mà ngược trở lại thì các cái chi tiết người ta làm lại chưa được sắc nét. Thế thì làm tay nó cũng có rất là nhiều kiểu làm tay, giống như kiểu mình mua một cái xe máy cũng thế đó. Xe thì cũng đều được gọi là xe máy, nhưng mà xe SH hàng nhập thì nó lên đến 180 triệu hoặc là hơn 180 triệu. Nhưng ngược trở lại là cái xe quay thông thường thôi, người ta chỉ bán cỡ 20 triệu. Đó chính là cái tính chất của cái xe, nó kết cấu lên, nó tạo thành cái giá thành. Thì cái tranh đục tay cũng như thế, nó phụ thuộc vào nguyên liệu gỗ, phụ thuộc vào bản vẽ mẫu, phụ thuộc vào trình độ, năng lực, phụ thuộc vào cái thẩm mỹ, và hơn nữa đấy là phụ thuộc thêm vào cái cá tính riêng trên từng cái sản phẩm. Và cái cá tính đấy thì được kết hợp từ cái người sản xuất cộng với lại là cái ý tưởng của khách hàng thì nó sẽ ra được cái tính chất. Đấy, ví dụ như là đây là một cái dòng tranh mà đục chạm thủ công ở trên thị trường đúng không ạ? Quý vị nhìn thì cũng sẽ thấy là nó khá là ổn. Nếu như mà quý vị muốn tìm một cái bức tranh ở mức vừa tiền 35-40 triệu một bức như này thì tôi nghĩ là đây là một phân khúc cực kỳ ok. Nếu cá nhân tôi mà cũng chỉ có tầm tiền như thế này thôi thì tôi cũng sẽ chơi những bức như này. Đấy, thế ngoài ra thì trên thị trường thì lại có thêm những cái dòng đục tay khác. Ra là có cả những cái dòng đục tay của tranh gỗ Bùi Gia. Thế trong đấy ví dụ như là tôi phân tích cái bức tranh mà Tùng Hạc Diên Niên giống như là vừa nãy ấy, mà quý vị nhìn ở trên 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 ảnh đúng không ạ? Đây là một cái bức Tùng Hạc Diên Niên mà vừa nãy có một người làm giống như cái mẫu kiểu như này. Thế thì quý vị nhìn thấy đấy là cái cá tính của chúng tôi thì có những cái sự khác biệt. Đó là cái mẫu nó sẽ hơi thoáng. Và cái thứ hai nữa đấy là các cái đường nét của chi tiết của hoa thì nó sẽ chi tiết và nó sẽ cầu kỳ hơn một chút. Nhưng ngược trở lại thì nếu chúng tôi làm nó cầu kỳ, nó dồn nhiều thời gian, nhiều công sức hơn, và đặc biệt là chúng tôi lại may mắn có cái hoa tay tốt hơn họ, thì không lý do gì mà chúng tôi lại bán rẻ bằng họ được cả, đúng không? Thì cái đấy là cái mà nó ảnh hưởng đến giá, cho nên là tranh gỗ Bùi Gia thì bán là cũng sẽ cao hơn so với lại người ta bán trên thị trường. Chính vì như vậy cho nên là nếu như quý vị mua một bức tranh vừa vừa tiền thì phân khúc của thị trường nó sẽ cực kỳ phù hợp. Còn như chúng tôi thì đây quý vị nhìn thấy là làm nó sẽ trau chuốt hơn. Rồi ví dụ như là các cái đường gấp nếp của cái tầng lông ở trên cánh này chẳng hạn đúng không? Đây là dưới cùng này, thì nó phải ở dưới và cái này là cái lá thứ hai nó phải đè cái lông thứ hai là phải đè lên trên cái dưới cùng, rồi nó phải xếp lần lượt như này thì nó mới đúng thứ tự. Đây ví dụ như quý vị nhìn cái bức này đây. Đấy, thì sẽ thấy là cái lông ở trên cùng nó sẽ phải đè lên cái thứ hai nó đè lên thứ ba nó đè lên thứ tư. Chính vì như vậy cho nên là mới đúng cái quy luật tự nhiên. Thế còn đôi khi là quý vị xem là anh em người ta làm ở trên thị trường là đôi khi không để ý là cái lá cái lông ở trong cùng lại xếp lên cái lông ở bên ngoài. Cuối cùng như thế là nó bị cặp lệch, và hầu như các cái chi tiết đấy thì rất ít người để ý, nhưng mà nó không tạo nên một cái sự đường nét cũng như là một cái công phu ở trên một cái tác phẩm. Thì những cái đấy là những cái mà nó cấu tạo thành một cái sản phẩm nó có đẹp hay không. Thế thì trên thị trường ấy thì là chúng tôi cũng tham gia vào cái lĩnh vực tranh này, cho nên là cũng hiểu được là mỗi người làm một cái phân khúc khác nhau, và cũng không lo cái việc cạnh tranh và cũng không lo cái việc là cướp khách cái gì cả. Mà đây là tôi chỉ giới thiệu ở trên góc độ đó là thị trường nó có những cái như này và nó sẽ đáp ứng với 100 triệu người của Việt Nam thì sẽ phải có người thích chơi tranh đẹp, có người lại thích chơi tranh vừa vừa, có người không am hiểu thì lại chơi dòng tranh thông thường, có những người am hiểu hơn thì lại phải cần một nơi đấy là sáng tạo theo ý của họ, tiền không quan trọng. Thế thì 100 triệu dân này người ta chia ra rất nhiều các cái phân khúc
và chúng ta hãy cứ phục vụ những cái phân khúc khác nhau của khách hàng, đi vào từng cái sở trường của từng người, đúng không ạ? Thì như thế là chúng ta đều có được một cái lượng khách hàng để phục vụ và sau đó là phát huy được cái sở trường, cái tay nghề của mình, không lo với việc là cướp khách của nhau, đúng không ạ? Đây ví dụ như là đây là một cái bức tranh cửu hạc du xuân. Ở trên thị trường thì cũng đã có nhiều nơi làm những cái mẫu như này. Và đây là một cái mẫu xuất phát từ bên Trung Quốc. Chúng tôi cũng làm theo yêu cầu của khách hàng, làm theo mẫu mà khách hàng đưa. Chính vì như thế cho nên là quý vị nhìn thấy tranh của Trung Quốc nó có rất nhiều các cái tầng lớp khác nhau. Chẳng hạn như trên cái bức cửu hạc du xuân này thì cái tầng của bức tranh này nó chia ra khoảng 5 tầng khác nhau. Ví dụ như là nhìn ở ngoài nhất và dễ nhìn nhất thì quý vị nhìn thấy là cây mai ở dưới nó đè lên cái cây này. Trên cái cây lại có một con chim hạc này đứng ở ngoài này. Con chim hạc này đè lên con bên trong. Đấy, con bên trong lại cao hơn các cái tầng lớp của cái cành ở bên trong nữa. Và cái cành bên trong lại được một cái cành cây ở bên ngoài nó phủ lên. Rồi sau đó quý vị nhìn thấy là đây ở bên dưới, dưới cùng đây sát với nền thì lại có thêm một cái lớp hoa nữa. Cho nên là làm một cái bức tranh như này nó rất là công phu. Nhiều thời gian, nhiều công sức nhưng đòi hỏi phải có một tay nghề tốt chứ không phải là cứ mất nhiều thời gian ngồi vào đã là đục được. Chính vì như vậy cho nên là tay nghề thì mỗi người một một cái tay nghề, một cái thẩm mỹ, một cái trình độ khác nhau. Cho nên là chúng ta hãy cứ phát huy đúng cái tay nghề của mình thì mình sẽ tìm được một cái phân khúc khách hàng riêng. Còn cái gì có thể trao đổi giúp đỡ được cho nhau chúng tôi cũng rất sẵn sàng. Rồi đây là một cái bức tranh cửu ngư quần hội. Nhiều người thì nói là nó hơi thoáng nhưng mà ngược trở lại là nhiều người lại cảm thấy rất là thích bởi vì là nó thoáng và nó đáp ứng được đủ các cái nhìn. Rồi các cái đường nét của con cá cũng thế, đúng không? Đặc biệt là ví dụ là cái vây nó phải thẳng với lại cái xương đầu, nó phải thẳng ở sống lưng. Đấy, nhiều người đục là nó sẽ bị vẹo, nó sẽ bị lệch. Những cái đấy là những cái tiểu tiết thôi nhưng mà tiểu tiết nó sẽ tạo lên đẳng cấp. Và nếu như chúng ta không để ý thì thực sự là nó không đem lại cái cảm xúc dễ chịu cho khách hàng. Chính vì như thế cho nên là trên clip này nếu như mà anh em thợ mà xem thì tôi cũng chia sẻ đó là làm những cái vây cá là chúng ta cần phải lưu ý. Nó phải thẳng với cái xương sống và thẳng với cái xương đầu, cái trục của cái xương đầu. Nó sẽ tạo nên một cái độ cân của cái con cá và sau đó là nó đem lại cái cảm xúc cho khách hàng. Thì tranh gỗ Bùi Gia hướng đến cái phân khúc là khách hàng cao cấp phải trả nhiều tiền để mua được một cái sản phẩm. Và ngược trở lại là chúng tôi cũng phải mất nhiều thời gian nghiên cứu rồi đọc sách, rồi phải mua sách về để đọc. Thì một cái clip nào đó tôi sẽ chia sẻ thêm là những cái cuốn sách mà chúng tôi thường đọc là sách gì. Để có thể phục vụ vào trong công việc cho quý vị, đúng không ạ? Rồi đây là những cái bức tranh đồng quê mà chúng tôi làm. Hoàn toàn đục tay thì nó sẽ mất nhiều thời gian. Một bức tranh như này thì thông thường nó rơi vào khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Nó phụ thuộc vào cái kết cấu của bức tranh rồi sau đó là cái các cái đường nét mà khách hàng người ta yêu cầu. Để trên bức tranh này nó có đến 5-60 người ấy, thì là cái mức độ làm nó sẽ lâu hơn. Đây là bức tranh cá. Nhìn nó cũng khá là mềm mượt và bay bổng, đúng không ạ? Đây là bức tranh thuận buồm, nhiều các cái chi tiết kênh bong thì mất nhiều thời gian hơn. Thế còn lại là phân tích được một cái bức tranh như thế nào là đẹp liên quan đến bố cục thì ở một cái clip khác tôi sẽ chia sẻ sau. Còn clip này thì nó đang bị mất nhiều thời gian cho nên là tôi sẽ chia sẻ về thứ nhất là trên thị trường bây giờ là đang có dòng CNC thuần túy này, thứ hai là dòng CNC đục tay. Sau khi chạy CNC xong thì chuyển sang là đục tay. Và thứ ba là đục tay thuần túy, trong đó thì có tranh gỗ Bùi Gia. Ngoài ra thì còn có rất nhiều nơi khác làm những cái dòng tranh đục tay thuần túy. Nhưng mà tôi không tiện kể tên bởi vì nó liên quan đến đường nét, liên quan đến danh tiếng rồi uy tín của từng nơi thì tôi xin phép là không kể tên. Tuy nhiên thì chúng ta lên trên mạng search tranh gỗ đục tay thì nó ra rất nhiều nơi. Thế thì mỗi nơi làm một cái sở trường khác nhau. Có nơi thì làm nhanh, có nơi làm chậm. Còn như chúng tôi thì là làm theo yêu cầu của khách hàng. Thế ngoài ra thì tiện đây để tôi chia sẻ thêm một cái dòng tranh nữa là của Trung Quốc. Những cái dòng tranh của Trung Quốc thì quý vị cũng đã xem thì cũng đã thấy đó là Trung Quốc so với Việt Nam thì người ta ở một cái đẳng cấp nó cao hơn rất là nhiều. Như một cái bức tranh hoa sen này quý vị nhìn thấy đúng không ạ? Không dễ để có thể tạo được một cái bức tranh hoa sen như này. Ngay kể cả những người mà đục tinh vi, tinh xảo như ở Việt Nam và tôi quen tôi biết thì cũng phải công nhận là đường nét của Trung Quốc họ làm nó ở một cái đẳng cấp cao hơn của Việt Nam rất nhiều. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy là cái bông hoa sen này người ta làm đến mức như này thì ở Việt Nam mình để mà đạt được một cái trình độ làm như này thì phải nói là rất lâu và cũng rất ít người có thể làm được. Bản thân chúng tôi cũng phải phấn đấu nhiều hơn nữa
thì mới gọi là mong bắt được một cái đường nét nào đấy ở trên đây, chứ không thể nào mà mô phỏng hoặc là cạnh tranh với hàng Trung Quốc được. Tuy nhiên thì chúng ta cũng xem để biết được là trên thị trường nó có những cái gì, và thực sự là phân khúc của Trung Quốc như này thì nó hướng đến một cái lớp tinh hoa của khách hàng, không phải ai cũng có thể sở hữu được, đúng không ạ? Kiếm báu thì chỉ trao đến tay anh hùng thôi, chứ kiếm báu thì không thể ai cũng có thể trao được vào tay. Chính vì như vậy cho nên là những cái tác phẩm nó đẹp, nó tinh tế như này thì không phải ai cũng có thể chơi được. Ngoài ra thì Trung Quốc lại có một cái dòng tranh, ví dụ như quý vị nhìn thấy đó là một cái dòng tranh to như này, thì người ta sẽ làm những cái chi tiết nhỏ ở một từng cái mảng ghép, và sau đó người ta lại ghép vào nhau như này. Thì như này là nó sẽ tạo thành một cái bức tranh to, nhưng ngược trở lại là người ta sẽ kết cấu từ những cái bức tranh nhỏ như này, nó sẽ không bị tốn cái tiền vào những cái phôi gỗ to. Thì trên đây là tôi đã giới thiệu qua cho quý vị biết được trên thị trường hiện nay là đang có bốn cái dòng tranh chính ở trên thị trường, và bốn cái dòng tranh này thì nó phù hợp với túi tiền của từng người, phù hợp với túi tiền của từng khách hàng. Thông qua clip này thì tôi xin chia sẻ với quý vị những thông tin để quý vị có thể biết được những nơi người ta chuyên làm về những cái đồ như này. Thế thì mình sẽ không bị bỡ ngỡ hoặc là mình sẽ không bị mua hớ khi mà mình chọn những cái sản phẩm cho gia đình. Và rất vui được giao lưu và chia sẻ với quý vị. Và rất mong muốn còn được gặp lại quý vị trong những cái clip tiếp theo. Tranh gỗ Bùi Gia, thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.